Cảm ơn quý vị đã trở lại với bản tin Hoa Thịnh Đốn. Và để tiếp tục, Tường Vi xin kính mời quý vị theo dõi phóng sự cuộc biểu tình vào ngày thứ Bảy, ngày 9 tháng 6 năm 2018, ngay sau cuộc diễn hành văn hóa quốc tế vào lúc 1 giờ trưa tại United Nations Plaza, do Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ phối hợp với các cộng đồng và đoàn thể người Việt khắp nơi từ Canada và các tiểu bang Hoa Kỳ, trước văn phòng thường trực của Cộng sản Việt Nam tại thành phố New York, và cuộc biểu tình trước Tòa Đại sứ Cộng sản Việt Nam tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn do nhóm trẻ Việt Thun đề xướng đã được sự hỗ trợ của Cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia, cùng với Liên hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và các hội đoàn để cùng đồng hành với tất cả triệu người dân Việt Nam đang sôi sục, phẫn nộ và phản ứng mạnh mẽ để biểu tình chống lại Cộng sản Việt Nam, phản đối kế hoạch bán nước qua chủ trương đặt khu tự trị cho thuê đất 99 năm của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam do Bích Phượng và Đậu Thanh Vân thực hiện. Bích Phượng của SBTN Washington DC kính chào quý vị, kính chúc quý vị. Hôm nay Bích Phượng đang đứng giữa thành phố New York trước văn phòng thường trực Cộng sản Việt Nam để tường trình cuộc biểu tình của đồng hương Việt Nam phản đối Cộng sản Việt Nam đang nhượng đất, bán đất 99 năm cho Trung Cộng. Cộng sản Việt Nam đã bán đất dân biển cho Tàu Cộng và đã ký kết những cái hiệp ước 99 năm cho Tàu Cộng. Bởi vậy chúng ta là người dân nước Việt, dù ở bốn phương trời, chúng ta ở mọi khắp mọi nơi, chúng ta quy tụ về đây. Thứ nhất là để bảo tồn văn hóa của dân tộc mà trải qua từ sáng đến giờ, thì biết rằng quý vị rất là mệt nhọc, nhất là những vị tuổi lớn đã có những lúc sức khỏe cũng yếu đi, cũng như bản thân chúng tôi, thì phải nói rằng thay mặt cho ban tổ chức chân thành cảm ơn cái sự đóng góp của toàn thể quý vị. Thứ Bảy ngày 9 tháng 6 2018, ngay sau cuộc diễn hành văn hóa quốc tế vào lúc 1 giờ trưa tại địa điểm 866 United Nations Plaza, thành phố New York, Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ phối hợp với các cộng đồng và đoàn thể người Việt khắp nơi từ Canada và các tiểu bang Hoa Kỳ đã có mặt trước văn phòng thường trực của Cộng sản Việt Nam tại thành phố New York để hòa nhịp cùng đồng hành với tất cả triệu người dân Việt Nam đang căm phẫn, sôi sục, phản ứng mạnh mẽ và biểu tình chống lại Cộng sản Việt Nam, chuẩn bị thông qua luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt tại Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, gọi tắt là luật đặc khu cho các nhà đầu tư nước ngoài thuê đất 99 năm. Với những biểu ngữ Việt và Anh, tất cả nội dung đều chống Cộng sản Việt Nam đang dâng đất, dâng biển, bán nước cho Tàu Cộng. Ta đã Cộng sản bán nước! Ta đã Cộng sản bán nước! Cộng đồng Bắc Cali không chấp nhận chuyện bán đất, bán nước cho thuê. Chúng tôi phản đối hành động bán nước lén lút cho Trung Cộng của chính quyền, của bạo quyền Cộng sản Việt Nam. Những hành động đen tối đó cần phải được bạch rõ âm mưu để bảo vệ vẹn toàn cho lãnh thổ. Bởi vì bằng cái cách thương nhượng ba đặc khu của Cộng sản đã mở đường cho Trung Cộng từ từ xâm chiếm nước Việt Nam của chúng ta. Chúng ta phải vạch trần cái âm mưu đen tối này. Dạ vâng, tôi Lê Thanh Tùng, thành viên của Hội Âm Dân Chủ. Trong chuyến công tác ở Washington, tôi thấy đồng bào đi biểu tình chống nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có dự định cho Trung Quốc thuê đất với đặc khu kinh tế với 99 năm, cho nên tôi hôm nay cùng hưởng cùng với đồng bào đi biểu tình lên án về hành động đó. Tôi không muốn Cộng sản Bắc Việt bán nước cho Tàu, tức lắm, phải đi. Tôi đứng đây để thay mặt cho đồng bào Việt Nam để lên tiếng đấu tranh yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam chấm dứt việc cho Trung Cộng thuê đất 99 năm và trả lại cái quyền tự quyết cho dân tộc. Cùng với đồng bào của các nơi Mỹ cũng như là Canada đã qua đây để cùng về đây lên tiếng phản đối Cộng sản Việt Nam bán nước, đã muốn thông qua dự luật cho ba đặc khu cho Tàu Cộng, thì chúng tôi cùng đồng hành với đồng bào trong nước để phản đối điều đó. Hiện đây tham gia cuộc biểu tình chống Tàu Cộng, chống Việt Nam bán nước cho Tàu Cộng.
99 năm cho một năm cũng không được, mà một ngày cũng không được luôn. Được nghe nói rằng là chúng cố gắng làm sao mà dời trở lại cho Quốc hội kỳ tới, nhưng mà cái đó là một cái điểm mà chúng ta không thể nào chấp nhận. Dù nhiệm kỳ này Quốc hội của Cộng sản hay là nhiệm kỳ sau của Đảng Cộng sản, chúng ta không thể nào để cho Cộng sản Việt Nam bán đất. Dầu nói là cái đó là cho mướn trong vòng 99 năm. Rất là hãnh diện là người Việt Nam, người Mỹ gốc của Việt Nam. Và chỗ này chúng em và tất cả mọi người hôm nay đến đây để mà mình lấy cái danh dự của cái tổ quốc và cái người Việt Nam. Cho nên là em cũng không biết nói gì hơn là mình muốn có một cái nơi thật là đẹp để mình luôn tưởng nhớ và mình muốn ngóng về Việt Nam. Cho nên là mình phải chống cái những cái nghị quyết mà thật là thâm độc như thế này. Với lương tâm và trách nhiệm của một người trẻ Việt Nam, Hoàng Quân phản đối Cộng sản Việt Nam đã bán đất cho Tàu. Một mảnh đất của tổ tiên cũng không được phép dâng cho ngoại bang. Và chúng ta không đồng ý cho Trung Cộng thuê đất dù chỉ một ngày một giờ. Và Hoàng Quân cũng phản đối cái luật an ninh mạng của Cộng sản Việt Nam sắp biểu quyết sắp tới đây. Đó là một cái thứ đạo luật mơ hồ, bịt tai, bịt mắt và bịt miệng người dân. Tôi có mặt ở đây để phản đối. Điều thứ nhất là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thời gian gần đây đã ra cái chỉ thị kiểm soát mạng để ngăn cản những người yêu nước không được cập nhật những cái tin tức mới nhất của thế giới về tình trạng Việt Nam, nhằm đánh lừa dân chúng ở trong nước không biết rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã dùng mọi thủ đoạn để bán đất, dâng biển cho Tàu trong 99 năm. Như vậy thì chúng ta thử hỏi sau 99 năm thì đất nước Việt Nam của chúng ta có bao nhiêu Tàu cộng con sản xuất ra, và lúc đó đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ bị xóa tên. Vì thế tôi có mặt ở đây. Chúng tôi từ Canada qua gồm có cộng đồng người Việt ở Saskatoon, ở Toronto, Ottawa và Montreal. Tất cả gồm có trên 80 người. Thì chúng ta dù trong hay ngoài nước cũng là con cái của mẹ Việt Nam. Chúng ta muốn nói lên, tại vì không có thể nào để gia tịch của mẹ Việt Nam bị cắt đi, bị lìa khỏi thân thể. Cho nên chúng tôi phải lên tiếng nói để kêu gọi tất cả trong và ngoài nước cùng nhau đấu tranh. Và tất cả những người dù là lãnh đạo hay không lãnh đạo cũng là con cái của mẹ Việt Nam. Xin hãy giữ lại đất mẹ Việt Nam và không có thể để chia cắt cái mảnh đất này. Và xin rằng những người nào mà chấp nhận cái quyết định cho thuê đất 99 năm, nghĩa là những người đã coi như là đi ngược lại cái truyền thống và dân tộc Việt Nam. Bích Phương tường trình từ New York. Vào lúc 10:30 sáng ngày Chủ nhật 10 tháng 6 2018, trước tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam tại công viên Sheridan Circle, thủ đô Hoa Thịnh Đốn, với một điểm son là cuộc biểu tình lần này đã được đề xướng do một nhóm trẻ Viettun và sự cộng tác của cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia, Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa và các hội đoàn. Với khí thế thật hào hùng, hơn 100 người cũng đã có mặt để phản đối, hô hào đã đạo Cộng sản, và những lá cờ chính nghĩa Việt Nam Cộng hòa đã tung bay trước tòa đại sứ. Các anh em trẻ của nhóm Viettun và thân hữu của nhóm Viettun, đầu tiên Hoàng Vika kính xin bày tỏ lòng cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý đồng bào. Chúng tôi rất là hãnh diện ngày hôm nay được đứng dưới cái sự hướng dẫn của những người trẻ. Chúng ta tham gia cuộc biểu tình chống lại âm mưu đen tối của Cộng sản. Và ngày hôm nay người trẻ của chúng ta đã tiếp tục công việc của chúng tôi. Và chúng tôi xin rất là mừng Viettun, anh Hoàng Vi Kha và tất cả bạn trẻ ngày hôm nay đã tham gia cuộc biểu tình ngày hôm nay. Thưa quý vị, hoan hô tuổi trẻ Việt Nam! Đã đạo Cộng sản bán nước! Thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị có một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và gia đình. Tường Vi xin được kính chào tạm biệt
và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.